Đây là bộ phim cốt truyện của Liên Minh Huyền Thoại, nơi bạn được thấy Echo đấm Jinx chảy máu mồm, Vi và Jayce đi phám lính, song song vào đánh nhau, nhưng mà không đánh. Đây là Vi, nói fuck nhiều gần bằng Leonardo DiCaprio trong Sói Già Phố Gua, giỏi đấm nhau, tính cách mạnh mẽ. Đây là Powder, em gái ruột của Vi, nhỏ tuổi hơn, không giỏi đấm nhau, nhưng giỏi bắn súng, tính cách không ổn định. Bố mẹ Vi và Powder bị chết sau trận chiến giữa thành phố ngầm và Piltover, nên hai chị em được Vander, người sống sót sau trận chiến, mang về nuôi. Vander là kiểu thủ lĩnh của Underground, được mọi người nghe theo và kính trọng, điều hành một quán rượu tên là The Last Drop. Vi vì đau thương nên sinh lòng hận thù với Piltover, và đặc biệt là cảnh binh, lực lượng công an của Piltover. Đây là Jayce, nhà khoa học. Ngày xưa Jayce và mẹ chả biết đi đâu mà lạc vào cái bão tuyết to vãi cả đái, sắp chết đến nơi, nhưng không chết nữa vì được một pháp sư cứu. Từ đó Jayce ám ảnh về pháp thuật, muốn tìm cách kết hợp khoa học với phép thuật. Đây là Silco, em trai của Vander, tất kết Piltover, muốn thống nhất Underground thành một đất nước độc lập, gọi là Zon, nhưng chưa thể làm gì vì ảnh hưởng của Vander. Tạm tạm thế, kể dần thì biết. Phim bắt đầu với tàn dư của trận chiến giữa Zon và Piltover. Hai chị em Vi và Powder thất thểu đi tìm bố mẹ. Cô em Powder tay bịt mắt, mồm hát khe khẽ để chấn áp nỗi sợ hãi. Cạnh đó, Vander đang cho một tên cảnh binh biết thế nào là lễ độ, rồi cho Vi và Powder biết bố mẹ hai đứa đã chết. Vì không còn ai nương tựa, Vi và Powder được Vander đưa về nuôi nấng. Intro bắt đầu. Oh, the misery. Everybody want to be my enemy. Thề của nhạc hay với cơ lờ. Hết bài nhạc thì chị MV và Powder cũng khôn lớn. Mấy ngày nào còn bé tí, nay đã biết đi ăn trộm rồi. Vi đang dẫn đầu một đội đi lút đồ trong Piltover. Powder do bé tuổi nhất nên làm gì cũng nhát, không dám nhảy. Mày không nhảy tao chặt chân mày bây giờ. Powder không muốn làm thằng cụt nên vách tơ một phát, rồi cả lũ đi ăn trộm tiếp. Mục tiêu là một xưởng nhỏ của nhà Kierman, một gia đình thuộc tầng lớp lãnh đạo trong thành phố. Đây là Milo. Milo cậy khóa xong cả lũ đi vào, lút đồ nhiệt tình vì đấy là việc mình. Phòng này kiểu gì cũng có ma túy, đục thoát đây chúng mày. Powder vào một căn phòng có vẻ như là phòng của Tiến Bịp. Vi thấy rất nhiều bánh và rất nhiều đá. Đây là những viên đá phép thuật có sức mạnh vô cùng nguy hiểm. Đang say sưa vì đống này nhìn hay chưa, thì lạch cạch ở ngoài có khách. Chủ nhà về motherfucker. Vi vội chạy đi gọi Powder. Powder vội với đống đá nhưng bị rơi một viên. Viên đá thịt bò xào lăn trong slow motion và bắn sét giật giật đập vào tường, làm căn phòng phê đến nỗi nổ bùm. Không ai bị làm sao, nhưng cái hiền nhà thì có. Âm thanh sụp đổ các thứ. Cảnh binh ở dưới thấy bốn đứa trẻ, thế là cuộc rượt đuổi bắt đầu. Cảnh sát ném 1, 2, 3 cái bô la. Cảnh binh Piltover ném ngu quá, cả bọn cuối cùng cũng chạy thoát nhờ trốn vào một cái cống. Toàn mang đống đồ vừa cướp được đi bán thì chạm trán một lũ du côn. Bọn này đòi ăn chia số lút kia. Vi đồng ý cho bọn kia ăn, nhưng mà là ăn một choảng, rồi quăng cái cặp cho Powder, và cả lũ xông vào múc nhau. Cú béo khỏe nên cân hai, tất cả đánh nhau loạn xạ. Một trong những tay côn đồ thấy Powder cầm túi nên bỏ chiến để đi đuổi theo em Loli tóc xanh, khiến cô bé chạy thục mạng nhưng bị dồn vào đường cùng Phạm Tuấn. Powder định tự vệ bằng một quả bom tự chế, nhưng bom này là phim trạng tí, không nổ, buộc cô bé phải ném đống đồ giá trị của cả nhóm xuống sông rồi chạy mất. Vì việc này, Powder bị cả nhóm trách móc, và vụ trộm vừa rồi là sự kiện chính châm ngòi cho tất cả các sự kiện tiếp theo trong phim. Cả nhóm sau đó trở về nhà, thành phố Zon, quận Lens, khu ổ chuột nằm bên dưới Piltover, chỗ buôn bán bổ xanh, cái điếm và quán The Last Drop, nhà của bốn đứa trẻ vừa rồi. Bốn đứa trẻ vừa về nhà, Vi bảo không đứa nào được nói cho Vander biết, nhưng tao biết sẵn rồi. Vander là chủ quán của The Last Drop, người rót bia và đồng thời gìn giữ sự công bằng ở quận Lens, một phần của thành phố Zon. Ông là một trong những người xây dựng nên thành phố ngầm, nên ai cũng tôn trọng. Nhưng tới này thì ông sắp không được tôn trọng nữa. Vander trách Vi vì không nghe lời mình, vẫn đi ăn trộm ở Piltover. Nhưng mà chúng nó giàu còn mình thì nghèo, tại sao không được lấy của người giàu chia cho chính mình? Giòn đích việc gì phải phục tùng Piltover, chả có gì phải sợ bọn cảnh binh. Biết ai sợ cảnh binh không? Bố mẹ mày đấy. Vander không muốn chống lại cảnh binh vì mình chỉ là người bán bia, và chiến tranh thì chỉ tốt cho người bán vũ khí. Sau khi khuyên giải, Vander trấn an Vi rằng sẽ giải quyết việc này. Trước đó, Vander biết được người cung cấp thông tin cho đám trẻ đi ăn trộm là Echo, thằng cu ở tiệm của Benzo, nên lấy một túi đồ để đến chỗ Benzo giải quyết công chuyện. Benzo là bạn thân của Vander, mở một cửa hàng buôn bán khả năng dẫn dắt của Ole, tức là toàn phế thải. Thực ra Vander chả giải quyết được cái gì. Hai người đang nói chuyện thì cảnh binh, lực lượng bảo an của Piltover tới để điều tra về vụ trộm. Cảnh binh và người ở Zon không có mối quan hệ tốt lắm. Đội trưởng cảnh binh Grayson muốn Vander tố cáo kẻ đã thực hiện vụ trộm, nói rằng ai đó buộc phải chịu trách nhiệm cho vụ này. Nhưng Vander từ chối đưa ra một cái tên vì làm thế sẽ mất uy tín với người của chính mình. Grayson cho Vander thời gian suy nghĩ rồi bỏ đi. Sau đó là một phần cảnh mà Vi và Powder tâm sự âu yếm ăn ủi nhau. Vi biết được Powder vẫn giữ một vài viên đá lúc nãy, và hai người đồng ý sẽ không tiết lộ với Vander. Chuyển sang một nhân vật khác, Silco, hắn chính là người sai bọn côn đồ lúc nãy đi theo và chặn đường cấp nhóm của Vi. Hiện tại đang trừng phạt tên kia vì làm hỏng việc. Silco có một tên bác sĩ đang nghiên cứu một loại huyết thanh siêu chiến binh để phục vụ cho kế hoạch lật đổ Vander sắp tới.
Sau đó tập 2 bắt đầu. Chúng ta quay trở lại phòng thí nghiệm của nhà Kirriman lúc nãy bị cướp. Phòng này được giao cho Jace, một nghiên cứu sinh tại học viện Piltover. Jace có một nỗi ám ảnh về phép thuật. Vì ngày xưa không biết cậu với mẹ đi đâu lạc vào bão tuyết, sắp tạm biệt cõi dương, thì không biết từ đâu ra, một pháp sư trùng hòa xuất hiện. Hóa ra ông này là huấn luyện viên bơi lội. Vì chỉ với vài động tác vùng tay khuấy cháo lòng, pháp sư đã mở được cổng Bifrost, đưa mẹ con Jace về bờ. Pháp sư đưa cho Jace một viên đá ma thuật khiến cậu quyết tâm tìm hiểu về phép thuật để kết hợp nó với khoa học. Quay lại thực tại, đội trưởng đội cảnh binh cùng Victor, trợ lý của Heimerdinger, hiệu trưởng học viện đang đến hiện trường điều tra vụ nổ. Hóa ra phép thuật không được chấp nhận tại Piltover và những gì Jace đang nghiên cứu là phạm pháp. Thế là cậu bị bắt giam vào ngục, chờ bị hội đồng xét xử. Ở trong ngục, Heimerdinger, hiệu trưởng của trường Jace đang học, một cục bồng đáng yêu phết, đến dặn Jace về những điều nên nói trong buổi xét xử. Heimerdinger là một nhà khoa học lỗi lạc, khuyên bảo Jace là không nên thay đổi pháp thuật vì nói về những thứ làm cậu bay lên, khiến cậu trông như một thằng nghiện. Mấy đứa cho đồ thì biết đếch gì về phép thuật, ta đã sống 10 kiếp của ngươi rồi đấy chàng trai trẻ. Heimer nói tội của Jace không nặng nếu cậu biết thừa nhận sai lầm và không hé môi nửa lời về phép thuật. Mày nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhớ thật không? Thầy yên tâm, quên làm chó nhá. Go go. Trong lúc Jace và Heimer đang tâm sự tuổi hồng, thì tại quận lên, Vi và nhóm của mình đang ẩn náu trong một phòng tập đa năng để trốn khỏi công an. Vi giết thời gian bên cạnh cái máy đấm bốc, powder tập bắn, còn bên ngoài cảnh binh ức hiếp người dân giòn để tra khảo về thủ phạm. Một ông chú tỏ thái độ chống đối nên bị ném một phát bay đúng vào chỗ của nhóm Vi đang trốn. Cảnh binh thấy bọn trẻ trông giống những gì được mô tả nên bước vào lục soát. Powder vẫn còn giữ mấy viên đá phép thuật của Jace nên bọn trẻ buộc phải bỏ chạy, trốn thoát lại bằng cách chui vào một cái ống cống. Sự đàn áp và bắt bớ vô cớ của người Piltover làm cư dân của John cực kỳ phẫn nộ. Tất cả họp bàn yêu cầu Vander dẫn dắt mọi người đáp trả hành động này. Vander thì vẫn theo chủ nghĩa hòa bình, né tránh máu chảy khiến mọi người nóng nảy vì họ cho rằng Vander chỉ muốn bảo vệ mấy đứa nhóc nhà mình chứ không nghĩ cho lợi ích của thành phố. Né. Trông ông thật yếu đuối, bọn tôi sẽ bỏ đi và theo thằng em ông để lật đổ ông. Trong lúc đó, Jace bị đưa đi xét xử bởi hội đồng, tập hợp những tay nhà giàu được bầu lên để làm lãnh đạo thành phố, gồm tay BD ăn lạc này, tay BD lông lá này, Heimer đình đồng, Okoye đeo trúc cơ khí, Terminator, mẹ của Caitlin, quý bà Kirriman, nhà bảo trợ cho Jace suốt nhiều năm qua. Bà này, người sẽ là nhân vật quan trọng trong phim. Tất cả đều nghĩ những gì Jace đang làm là viển vông, gây nguy hiểm cho thành phố. Thế ông làm được cái gì hả Doraemon? Tôi đang cố gắng tạo ra phép thuật. Thành phố này có thể tạo ra những điều kỳ diệu với phép thuật, nhưng đây là Piltover chứ không phải điều ước thứ 7. Mày thích thì bọn tao trục xuất mày cô đấy mà đóng phim. Cả hội đồng đồng ý trục xuất Jace khỏi thành phố. May mà có mẹ cậu nói đỡ, nên Jace chỉ bị đuổi khỏi học viện và cấm khỏi mọi hoạt động nghiên cứu. Trong lúc đó tại John, Silco gặp đội phó đội cảnh binh và chỉ điểm cho hắn về bốn đứa trẻ tại nhà Vander, rồi về trụ sở của mình, kích điều thằng tay sai để nó cay cú vì thua Vi, dụ thằng cù làm ngụm huyết thanh siêu trần bình đấm nhau cho đã. Uống đi, uống thì đấm cho con Vi tím người luôn. Thanh niên nghe lời, uống thuốc và bắt đầu quá trình biến đổi. Tại quán The Last Drop, cảnh binh do đội phó cảnh dẫn đầu tràn vào lục soát, nhưng Vander kịp báo hiệu cho bọn trẻ. Tất cả may mắn né được trận càn, nhưng bọn cảnh binh vẫn đành hành, to tiếng mạt sát và xúc phạm người dân giòn. Căng thẳng ngày càng tăng cao, khiến Vander buộc phải làm gì đó, nếu không chiến tranh sẽ nổ ra. Quay lại với Jace, đang định nhảy cầu vì hôm trước mua coin của Shark Bình, thì Victor xuất hiện, nói rằng mình có thể giúp Jace. Anh có thể giúp tôi về bờ? Không, nhưng ta có thể giúp mày tiếp tục công trình nghiên cứu. Ok. Tập 2 kết thúc bằng việc Vander gửi thư cho Grayson để tố cáo thủ phạm. Nhận được thông tin, cảnh binh dẫn quân tới, dường như là để bắt Vi. Và thế là hết tập 2. Tập 3 bắt đầu bằng quá khứ của Silco. Vi làm sai việc gì đó, hắn bị Vander đấm cho hỏng một bên mắt. Quay về thực tại, Vi đã sẵn sàng để bị điều lên đồn, nhưng người mở cửa ra là Vander. Ông dặn dò cô bé rằng bất cứ thứ gì xảy ra, hãy dùng dầu ăn Simply để giữ một trái tim khỏe và luôn bảo vệ gia đình. Sau đó Vander nhốt Vi lại rồi tự giao nộp chính mình cho cảnh binh. Khi tất cả vừa bước ra ngoài thì bụp, dầm, cái gì đó đầm sầm và giết chết đội trưởng cảnh binh. Thủ phạm chính là tay sai của Silco, trong khi hắn thì bước ra từ làn sương xanh. Thằng chó, mày làm gì ở đây? Bụp, tao là con chó, còn mày là chó chết. Benzo chết, Vander gục ngã, bị đấm một cái ngất xỉu, rồi bị tay sai của Silco lôi về. Quay lại Piltover, Jace và Victor đã hoàn thành công thức để chế tạo Hextech, giờ chỉ cần bước thử nghiệm thực tiễn. Nhưng mọi thứ phải được tiến hành ngay, vì tất cả những nghiên cứu của Jace sẽ được tiêu hủy vào sáng mai. Những thứ này đang được cất giữ trong hầm của Heimerdinger, và trùng hợp là Victor là người cầm chìa khóa. Hai thằng đàn ông đang loay hoay với một cái lỗ thì bị ủy viên Medara phát hiện. Rất may cô thuộc phe của sự tiến bộ nên đã bao che để hai người thực hiện nghiên cứu của mình. Sau khi chơi lỗ thì hai người đàn ông này chơi bi, hai thằng nghịch một hòn bi đến khi nó phát sáng và bắn ra một chùm tia trắng thì cả hai vui mừng vì đã thành công. Thành công chứ, tóe cả máu mặt ra như này cơ mà. Quay trở lại với John, Vander bị Silco đưa đến nhà máy sản xuất doping của mình. Silco lại hồi tưởng về ngày xưa bị Vander đấm cho lòi mắt, nhưng mà vẫn đéo nói là đấm nhau vì cái gì. Nói chung là Silco ghét Vander vì ngày xưa đấm vào mặt mình nhưng bị chìm xuống nước, mà nước lại có sức mạnh hiếu linh nên Silco không ghét Vander nữa. Tôi lại ghét Vander tiếp vì Vander muốn hòa bình với Piltover. Silco thì muốn thành lập quốc gia John để độc lập hoàn toàn với
bên trên và định dùng huyết thanh để tạo ra một đội quân siêu chiến binh. Vander cũng sẽ bị bơm thuốc và mang đi đánh nhau vì lúc này đã thoát được khỏi tầng hầm, về nhà lấy đồ và gọi thêm mấy thằng cu đi để cứu Vander cùng. Vì biết Vander ở đâu, vì có Echo thám thính cho, Powder muốn đi theo để giúp, nhưng dựa vào lịch sử đấu của cô em, vì quyền quyết không cho Powder đi. Vì mẹ mà đi xong phá thì đéo ai gánh nổi. Trước khi đi, Vi đưa cho Powder một cây pháo sáng, nói rằng sau này dù em ở đâu, hãy bắn nó lên trời, chị sẽ tìm em. Sau đó cả nhóm bỏ đi, lẻn được vào trong nhà máy, gặp được Vander, nhưng ten ten, đó là một cái bẫy. Kế hoạch của Silco là dụ cả gia đình Vander đến, giết sạch, rồi dựng chuyện là Vander và cả gia đình đã bỏ trốn, và lúc đó sẽ không còn ai ngăn cản được kế hoạch thống nhất John. Thứ duy nhất ngăn cản hắn lúc này là Vi và hai thằng bạn. Milo sẽ lo phá khóa cho Vander, Cracker lo tìm đường thoát, còn Vi sẽ đeo găng tay để giữ chân người của Silco. Trận chiến bắt đầu. Nhưng trước khi trận chiến bắt đầu, Powder ở nhà đang phát rồ phát dại, nước dãi nước mắt toe toét, tức giận đập phá vì không được đi cứu Vander. Cô bé đáng thương nghĩ tất cả là lỗi của mình, và trong lúc lên cơn, tình cờ những viên đá phù thủy rơi ra, khiến cô bé nghĩ với thứ này thì mình sẽ giúp được mọi người. Thế là cô bé một mình tìm đến hang ổ của Silco. Đây là lúc trận đấu bắt đầu. Thanh niên xăm trổ cầm dao, ăn một quả móc xanh xao cả người. Mấy đứa này cũng cứ lười, dùng kiếm dòng bị đẫm mềm người ra. Milo thì hơi si đa, vặn mãi cái khóa chả ra cái gì. À được một cái đấy thế. Powder lúc đấy thần kỳ trèo lên, Vi bị bầu bởi vài tên, nom chồng sức vẫn bền được vài rào. Silco mới cử đệ vào, cho liều thuốc tím là hảo tay sai. Thanh niên này đéo giống ai. Nốc xong liều thuốc to dài ghê cơ. Thôi hết thở. Vi thấy thanh niên bú siêu huyết thanh kia thì lao vào, toàn là một quả song chi thiên mệnh, nhưng bị tay kia túm cổ, quăng như một chiếc rẻ rách. Cô lùi vào đóng cửa, cố cầm cự bên trong. Milo lúc này thì đã thành công thoát Vander. Cracker thành công đập được một bảng tường để thoát. Ơ, sắp thoát rồi. Ai về nhà nấy vui mừng phấn khởi. Nhưng số phận thì nghiệt ngã thực sự. Không phải quân của Silco ập vào, mà lại chính là Powder. Bên ngoài thấy gia đình gặp nguy, nên đã chế một quả bom với hai viên đá phép motherfucking thuật. Ném. Ơ, nó không nổ. Nhưng bùm, nó có nổ, to vừa lờ, thổi bay mất một cánh tay của bà da đen này, phá hủy xưởng chế thuốc của Silco, nổ chết Cracker. Milo cũng chỉ còn là tên hộp sữa, đánh động thêm cả cảnh binh. Sau vụ nổ, tay sai của Silco định vào bắt sống tất cả, nhưng Vander đã được giải thoát. Và bố mày đang tức giận lôi đình lôi chùa, tao lôi thôi với chúng mày đây à? Đấm cả thằng siêu chiến binh hộc máu mồm, nhưng tên siêu chiến binh quá khỏe, húc Vander một cái. Vander gượng dậy định đánh tiếp, thì bị Silco xiên một dao từ sau, nhưng Vander vẫn đủ sức bóc cổ Silco. Silco lại hồi tưởng, nhân vật phản diện mà hồi tưởng, thì Vander ăn thêm một dao nữa. Vander gục ngã, rơi xuống đống siêu huyết thanh bên dưới. Tưởng chừng đây sẽ là cái kết của Vi, vì không còn ai bảo vệ cô. Nhưng dừng tay lại, Vander đã nốc huyết thanh và bóc cổ tay kia đến chết. Ông toàn lao ra kết liễu Silco, nhưng lại chọn cứu Vi khỏi trần nhà chuẩn bị sập. Hai chú cháu lao xuống, Vi an toàn, nhưng Vander thì hy sinh. Powder lúc đó mới từ đằng sau bước ra, hớn hở vì tưởng mình vừa lập được công. Chị thấy không, em vừa nổ banh xác chúng nó đấy. Powder chỉ muốn giúp, nhưng thực tại tàn nhẫn là cô bé đã giết tất cả. Địt mẹ mày. Sự thật bẽ bàng khiến cô bé 7 tuổi khóc lóc trong đau đớn. Vi tức giận, nói rằng tất cả những gì mọi người nói về Powder là đúng, luôn làm hỏng việc và chưa bao giờ sẵn sàng, rồi bỏ ra chỗ khác để khóc, để lại Powder ngồi đó khóc trong tuyệt vọng vì nghĩ mình sẽ bị bỏ rơi. Đoạn này buồn vỡ lở, nên tôi sẽ không đùa cợt gì. Vi khóc một lúc rồi định quay lại, nhưng bị tay cảnh binh thân với Silco đánh thuốc mê rồi lôi đi. Còn Silco thì đến trước mặt Powder. Đứa trẻ vì quá bị tổn thương và đổ vỡ nên không cần phân biệt thủ hay bạn, lao tới ôm Silco tìm sự vỗ về, hận thù nói rằng Vi không còn là chị mình nữa. Silco nói không sao, chúng ta sẽ cho họ thấy. Trong mắt Powder ánh lên hận thù, một cái gì đó điên dại và bệnh hoạn sẽ xuất hiện trong cô. Bên trên đại phiếu Trover, Jace và Victor đã thành công tích hợp phép thuật và khoa học và mở được một cổng không gian nhỏ nhỏ, hứa hẹn sẽ đem đến nhiều lợi ích cho cả hai và thành phố trong tương lai. Thực ra là chỉ có nhiều lợi ích cho Jace. Nhìn ông quen này xem có lợi ích gì không. Hết Act 1. Nhiều năm sau đó, Jace trở thành nhà phát minh lỗi lạc của Piltover, được trọng vọng về phát minh tà Hexgate, công dịch chuyển tức thời, thúc đẩy việc trao đổi hàng hóa. Jace đã tinh luyện nền đá quý Hextech, thứ có thể được dùng để cung cấp năng lượng và cường hóa nhiều đồ vật, giúp đỡ cuộc sống con người. Nhưng Heimerdinger không ủng hộ việc công khai những phát minh này sớm vì lo sợ chúng sẽ bị vũ khí hóa. Ở phía dưới, Silco đã thành công thâu tóm thế giới ngầm với sự trợ giúp của Sevica và đặc biệt là Powder, nay đã đổi tên thành Jinx, người sau rất nhiều biến cố như mất cha mất mẹ, giết chết anh em trong gia đình, đã trở thành một con người đa nhân cách bệnh hoạn biến thái với vết thương lòng mà không cốc trà sữa nào chữa nổi. Silco thâu tóm thế giới ngầm bằng việc buôn ma túy, buộc tất cả cư dân ở đây thành con nghiện và phải phục tùng mình. Nhưng ở John vẫn còn một nhóm người phản kháng, tên là nhóm ánh lửa, một nhóm người trẻ gan dạ và có khả năng chế tạo, sống tại một cộng đồng riêng xung quanh một cái cây, cụ thể hóa sự phản kháng của mình bằng việc phá lô hàng của Silco tại bến cảng. Vụ này được Echo dẫn đầu, hàng của Silco được Sevica và Jinx bảo vệ. Sau khi Sevica vừa làm thủ tục xong với quan chức thì nhóm của Echo sẵn vào ngay bằng ván đảo bay, chó chân tất cả để công việc đỡ vất vả.
đang gom hàng lại để tiêu hủy thì cả nhóm bị cản lại bởi Jinx bằng hai quả lựu đạn đả một tên đó dàn rồi dẫm vắt lên mặt cho tình cảm thêm chặt. Trong lúc đó, một thành viên trong nhóm định phóng hỏa thì bị Jinx cản lại đấm bay mặt nạ. Sao mà giống vi thế, khiến Jinx đờ như cây khế, cho phép cô gái kịp thả mồi lửa xuống set fire tu giờ thuyền hàng. Jinx mặc kệ đống lửa vì những ký ức hàn sâu ùa về còn nóng hơn, khiến cô lên cơn điên bắn chết luôn cô gái trong giống chị mình. Echo thấy vậy tức giận định lao vào sống máy nhưng bị một thành viên cản lại và bay đi mất. Jinx thì vẫn trong cơn dầu dại bắn phá cả quân địch cả quân mình, mồm đầy nước dãi. Vì sơ suất này, Jinx bị siêu cô khiển trách, cộng thêm việc gặp lại người giống chị mình là Vi khiến Jinx bị ký ức từ quá khứ hiện về ám ảnh và lại lên cơn. Để đập tan cơn điên và lấy lại uy tín với siêu cô, Jinx quyết định thực hiện một phi vụ tại Piltover. Đúng vào ngày tiến bộ tại Piltover, cô gây ra một vụ cháy để dẫn dụ giết chết 6 cảnh binh, lẻn được vào xưởng của Jace, trộm được một viên đá quý Hexex và tài liệu về nghiên cứu chế tạo vũ khí. Việc này khiến hội đồng lo sợ và quyết định tiến cử Jace làm ủy viên để lo các vấn đề xung quanh an ninh Hexex. Jace là tay cực khô trong phát minh nhưng lại là tay mờ trong chính trị, với quyền hạn mới của mình thì đi gây thù chuốc án linh tinh, gây ảnh hưởng đến mối làm ăn của các ủy viên khác. May mắn có sự giúp đỡ của ủy viên Mel, Jace làm quen với vị trí mới và chén luôn bảo ủy viên cho cái ghế nó chắc đít. Trong khi Jace đang say sưa trong lâu đài tình ái, cộng sự của anh Victor đang sắp chết vì bệnh, thổ huyết tung tóe. Để delay cái sự chết chóc lại, Victor nghiên cứu một thứ gọi là Hexcore, một thứ kiểu trí tuệ nhân tạo rất nhạy cảm với vật chất hữu cơ, có thể tăng cường sinh lý và kéo dài sự sống, chữa bệnh cho chính anh. Nghe đến sinh lý thôi là Jace đã hứng thú rồi, nhưng Heimerdinger thì kịch liệt phản đối và đòi tiêu hủy thứ công nghệ này vì ở Piltover không ai chịu làm tình với một con giò đồ 300 tuổi và trông nó khá là giống một hạt giống hủy diệt. Bất đồng quan điểm với Heimerdinger, thế là Jace, từ một nhà phát minh hồn nhiên, đã vì một cái đồn ủy viên và toàn tính chính trị lật đổ Heimerdinger, chiếm ghế trưởng hội đồng để không ai có thể ngăn cản sự nghiệp phát triển Hextech. Đồng thời Jace ra lệnh ngăn sông cấm cửa giữa Piltover và Zon để ngăn chặn mối nguy hiểm từ việc một viên đá quý bị lấy cắp và có thể bị vũ khí hóa. Quay lại với mạch chuyện của Jinx, sau vụ đốt hàng của nhóm ánh lửa tại cảng, Caitlin Kerriman tiến hành một cuộc điều tra nhằm vào Silco. Cô tìm về những dấu vết của Jinx, đồng thời bắt gặp một tên tay sai của Silco, nhưng chưa kịp tra khảo thì đã bị cảnh sát trưởng Marcus chặn khỏi cuộc điều tra vì Marcus và Silco thông đồng với nhau. Không bỏ cuộc, Caitlin tìm đến nhà tù Stillwater, nơi giam giữ tên tay sai kia, thì nhận tin hắn đã bị đấm cho vỡ hàm bởi không ai khác là Vi. Sau khi bị Marcus đánh thuốc mê, Vi bị nhốt vào nhà tù trong nhiều năm, sưu tập thêm hình xăm, đấm tường như sang chi và trở thành một tay giang hồ cứng cựa. Caitlin trình bày với Vi về việc muốn điều tra Silco. Vi ban đầu không quan tâm, nhưng khi Kate đưa ra manh mối về Jinx, Vi đồng ý hợp tác với điều kiện phải được ra tù. Caitlin lấy danh nghĩa của tân ủy viên Jace để giải thoát Vi và hai người có một cuộc phiêu lưu xuống thế giới ngầm để điều tra. Sau khi tìm được manh mối tại một quán thịt, Vi cố tình cắt đôi Caitlin tại một nhà thổ và hành động đúng như một đứa mới đi tù về, đi trả thù kẻ đã đưa mình vào tù. Cô tìm đến Sevica đang đánh bạc, lên phát gối tên ác thối, đá cho chị giả văng xì gà, rồi túm cái nắm tóc nhưng bị sơi một đấm móc. Sevica lột cởi áo để lộ cái tay được cường hóa bởi Simmer, sẵn sàng đấm Vi nằm sàn. Vi lao vào như vũ bão để rồi bị húc cho lú não, nhưng cô vẫn kiên cường đấm kẻ địch điên cuồng. Sevica mồm nhơ nhất dãi, ném mạnh cái thùng phi làm chân Vi trúng đi, bóp cổ làm Vi ngóp thở, nhưng Vi lại dùng gối thụi vào vùng thối, cho đầu Sevica va chạm cực mạnh với tường, đánh khựu trần xuống rồi lên gối đầu là mặt Sevica tối màu, vẫn đứng dậy cơ à. Vi kết thúc combo đẹp mắt bằng một quả song phi, tiễn Sevica ra đường. Đánh xong, Vi hỏi Sevica về Jinx thì bị đâm một nhát vào tim vì biết tin em gái mình giờ đã là tay sai của kẻ thù, rồi bị đâm phần nữa vào bụng vì ngu. Sevica toàn kết liễu Vi, nhưng may mắn kết liền xuất hiện ứng cứu và đưa Vi đi chữa trị vết thương. Cả hai đến khu ổ chuột của ổ chuột, nơi Vi và Powder từng sinh sống. Giờ nơi này là chỗ tụ tập của những con nghiện đói thuốc. Tại đây, Vi và Kate được giúp đỡ bởi một người từng được Vander giúp đỡ, nhưng Kate phải đổi lại cây súng của mình. Trong khi đó, tin tức về Vi trở lại từ có chết đến tai Silco, hắn lập tức dẫn quân đến bắt Vi lại. Vi và Kate nhờ có sức mạnh của việc lơi bảo trì, xô đổ tháp nước và trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đội quân đột biến. Jinx cũng biết được tin Vi đã trở lại thành phố ngầm, nên lấy ra thanh pháo sáng ngày xưa chị đưa cho mình, thắp lên để tìm chị. Vi đang bỏ trốn thì thấy dấu hiệu, chạy ngay tới chỗ của Jinx và hai chị em đoàn tụ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, bao nhiêu đau thương vỡ òa trong khoảnh khắc. Và hello, tớ là Caitlin, đến để phá con mẹ nó hỏng tính chị em của các cậu đây. Sự xuất hiện của Kate khiến Jinx lại lên cơn, và ngay sau đó nhóm ánh lửa lại xuất hiện, mang thêm một đoạn đánh nhau vô cùng đã mắt. Vi đấm thụp thụp bậc bậc bụp, Jinx bắn băng 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 băng, rồi bật tùn, né một chiều, né hai chiều, né ba chiều, cuối cùng thì Caitlin bị đánh gục. Viên đá quý Hexex được nhóm ánh lửa lấy lại. Echo cùng anh em ném smoke tẩu thoát thành công, đem Vi và Caitlin về căn cứ của mình, một vùng đất tách biệt hẳn khỏi thế giới bên ngoài. Ở đây chúng ta được thấy một cảnh đoàn tụ vô cùng xúc động khi hai đứa trẻ lớn lên cùng nhau hội ngộ sau khi trải qua vô vàn đau thương mất mát, nhưng vẫn tìm lại được con người cũ của người kia. Echo muốn dùng viên đá quý Hexex để đánh bại Silco, nhưng bị Caitlin thuyết phục rằng việc làm đúng là mang trả lại cho Piltover. Vì nếu Echo sử dụng viên đá, người ở phía trên sẽ coi đây là hành động hung hăng gây chiến và một cuộc chiến toàn diện sẽ diễn ra. Không muốn người của mình phải chịu hậu quả, Echo đồng ý đưa Caitlin về Piltover để giao nộp viên đá, còn Vi sẽ ở lại để giải quyết mọi chuyện với Powder. Trên cầu, Caitlin và Echo chạm trán Marcus cùng đội cảnh vệ. Marcus do trước đó bị Silco đe dọa đến gia đình nên buộc phải bắn Echo để cướp lấy viên đá. Tiếng súng đánh động Vi, buộc cô phải quay lại.
Tất cả những sự việc này đều được Jinx chứng kiến. Nghĩ rằng chị mình chỉ quan tâm đến Caitlyn chứ không đếm xỉa gì đến mình, Jinx lại lên cơn điên. Điều một đàn fan Jack cắn thuốc nổ đến, nổ bay xác đám cảnh binh. Nhưng không hiểu sao ba nhân vật chính không chết, và rõ ràng Echo nãy không bị bắn. Đến lúc này thì tôi mất con mẹ nó kiên nhẫn với con Jinx. Bị mẹ đéo biết nó muốn cái gì, cứ phá phá. Ai làm ơn gõ con Jinx hộ tôi với. Đấy đúng rồi, đấm chết mẹ đi. Bị đấm nhưng Jinx vẫn kịp cho nổ quả bom. Bùm. Sau vụ việc trên cầu, Silco hớt thả chạy đến bế Jinx đang hấp hối. Hóa ra Jinx đã lấy lại được viên đá Hextech. Silco mang cô bé đến chỗ Cinch để hồi sinh. Trong suốt cuộc phẫu thuật, Jinx đau đớn tột cùng, nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh về Vi và Caitlyn, cứ tưởng mình đang bị tra tấn bởi họ. Về sau Jinx vẫn tỉnh dậy, nhưng mà lại càng điên hơn, toan tính làm điều gì đó với Caitlyn. Quay lại về bên trên Piltover, Victor tìm đến Cinch để hỏi về cách ứng dụng Hextech lên người. Cinch nói rằng cơ thể con người cần tiến hóa để có thể hòa nhập được với Hextech, và để tiến hóa thì cần làm một liều Simmer. Thế là Victor về nhà, làm một liều để tăng đề kháng cho cơ thể, rồi kết nối với Hexcore. Lần kết nối này đã cường hóa con người Victor, biến năng từ què thành chạy nhanh như đi trốn nợ. Cảm thấy chơi một liều chưa đủ phê, Victor muốn làm thêm liều nữa để tối về ngủ cho ngon. Nhưng thuốc đã hết, nên anh liều lĩnh không cần nâng cấp bản thân. Thuốc hết thì đi đọc ít sách của Lê Tẩm Dương đấy. Cứ thế cầm tay vào Hexcore và bị nó hút vào trong đau đớn. Việc này đã tạo ra một cơn bão điện từ, biến cô trợ lý của anh thành bạn với Tom Holland trong Infinity War. Victor ầm một mạng hỗ trợ. Quay lại với Vi và Caitlyn, sau trận chiến trên cầu thì phát hiện viên đá không còn nằm trong tay mình. Hai người đành về nhà của Caitlyn dưỡng thương. Ở đây, cả hai được mẹ Kate book cho một cái hẹn với hội đồng để trình bày lý do vì sao nên xách lên và xuống đấm vào mồm sư cô trước khi quá muộn. Jay sau khi chứng kiến thảm sát trên cầu cũng hạ quyết tâm xách lên xuống đấm vào mồm sư cô trước khi quá muộn, nhưng hội đồng không phê chuẩn kế hoạch này vì nó quá nguy hiểm. Ít nhất xuống thì cũng phải cầm súng, chứ vác xuống thôi thì nguy hiểm quá. Bất mãn với sự nhu nhược của hội đồng, cộng thêm sự đồng viên của mẹ ủy viên Mel, một nữ tướng Norsus, người đến đây để thúc đẩy việc Piltover vũ khí hóa Hextech, Jace quyết tâm cùng Vi xách búa xuống, phá hủy tất cả nhà máy Shimmer của Silco. Hai người dẫn quân đến một xưởng, ban đầu có vẻ thuận lợi, cho đến khi lính cường hóa của Silco xuất hiện. Nhưng lính cường hóa thì không thể nào sáng lóa bằng vũ khí Hextech. Vi đấm từng thẳng một, trong khi Jace liên tục quy vào mặt bọn lính, bật W, rồi chuyển dạng súng cầu sớm vào mồm đối phương. Trong cơn say máu, thanh niên thịt luôn cả một đứa trẻ. Việc này khiến Jace dừng cơn say máu, tạm dừng cuộc viễn chinh tại thành phố ngầm và quay trở lại gặp Victor, người đang định tự tử sau cái chết của trợ lý. Cả hai người sau khi chứng kiến những sự kinh hoàng Hextech có thể mang đến, đã thống nhất nên phá hủy Hextcore. Jace tiến thêm một bước nữa, hẹn gặp Silco để thương thuyết. Anh hứa sẽ cho Silco thành lập quốc gia giòn độc lập với điều kiện phải ngừng sản xuất Shimmer, trả lại viên đá Hextech và giao nộp Jinx cho Piltover. Silco đồng ý, rồi đến bên tượng của Vander tâm sự một mình. Nhưng hóa ra Jinx cũng ở đó và nghe thấy tất cả mọi chuyện, rồi lại bắt đầu lên cơn. Cùng lúc này, Vi sau khi chia đường với Jace đã tìm đến quán The Last Drop để PK lần cuối với Sekiva trước khi mùa 1 kết thúc. Dù Piltover không đánh nhau với John, nhưng đây có thể là trận đấu đại diện cho sức mạnh của hai bên. Hextech đấu Shimmer. Với găng tay Hextech, Vi đấm Sevika bụp vào tường, cầm bàn Bia lên đấm cái bụp. Nhưng Sevika có kiếm đây này, đâm hẳn một bên găng, tặng kèm quả gối rồi bồi thêm quả móc. Vi gần gục hẳn, nhưng hồn ma của Vander hiện về, bảo là máy hồi tưởng đi để rồi mà thắng. Thế là Vi lại đứng dậy, hỉ bụ cái cho nó ngầu, rồi hai bên lại là vào đánh nhau tung tóe. Tôi trong một TikTok, Vi tạo được cái khiên, khiến Sevika bay lơ lửng, tôi rút một phát bay tay, túm cổ ném knock out Sevika. Hãy không cho Vi, tưởng đây là chiến thắng ư? Bụp, Jinx đánh ngất Vi từ phía sau và đưa chị đến hang ổ của mình. Tại đây, Jinx đã bắt sẵn Caitlyn và Silco để giải quyết tất cả mâu thuẫn chị em. Jinx ra điều kiện, nếu Vi muốn Jinx trở về với nhân cách Powder thì phải bắn chết Caitlyn. Vi không làm được, nhưng ra sức khuyên ngăn em gái, dù em gái chạy trốn và bắt đầu lại từ đầu. Lúc này Silco chen mồm vào và nói Powder đã chết, những gì còn lại chỉ là Jinx mà thôi. Trong lúc tất cả tranh cãi, Caitlyn thoát được ra, toàn lấy súng bắn Jinx, nhưng cô bé được cường hóa bởi Shimmer, quá nhanh quá nguy hiểm, hạ gục Caitlyn và bắt đầu xả súng trong cơn điên. Súng đạn vô tình, Silco bị bắn chí mạng. Trong những lời trần trồi cuối, ai cũng bất ngờ khi biết rằng tình cảm của Silco dành cho Jinx là thật, và hắn sẽ không vì bất cứ thứ gì mà giao nộp con gái nuôi của mình. Tiết lộ bất ngờ này khiến Jinx quyết định chọn nhân cách điên rồ của mình, thay Silco làm trùm và tuyên chiến với Piltover. Với viên đá Hextech cùng đôi mắt sâu thẳm nỗi buồn, cô cường hóa vũ khí của mình, bắn thẳng một quả tên lửa đạn đạo siêu khủng khiếp vào tòa nhà hội đồng Piltover, nơi các ủy viên đang họp bàn về chiến lược hòa bình với John. Hextech vô hồn, lòi lộn ủy viên, kết thúc mùa 1 của Arcane. Rất nhiều thứ cần được giải đáp, rất nhiều thứ đã nảy mong chờ trong mùa 2, như trận solo giữa Caitlyn và Jinx, giữa Noxus và Piltover. Chuyện gì sẽ xảy ra khi Echo được Heimerdinger cứu giúp và chỉ dạy? Tất cả sẽ có trong khi nào thì tôi cũng chưa biết. Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký The Reviewer, người chơi điện tử, người tối cổ và Vui Vẻ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào.